vì sao nhân dân Việt Nam lại tin yêu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến vậy? Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963, là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 10, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trợ lý thư ký nhà lãnh đạo Võ Văn Kiệt. Vũ Đức Đam là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị tiến sĩ kinh tế, cao cấp quản lý chính trị. Ông trở thành thành viên của Chính phủ Việt Nam từ năm 2011, là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm, đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất trong Chính phủ Việt Nam khóa 13-14 từ năm 2013. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 tại làng Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông lớn lên và theo học phổ thông ở quê nhà. Năm 1982, ông được nhà nước cử đi du học tại Junestrai, Rapper di Brussels, thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ, hoàn thành năm 1988. Đến năm 1994, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Tên luận văn là Xu hướng kinh nghiệm phát triển viễn thông trên thế giới và vận dụng vào Việt Nam. Người hướng dẫn là giáo sư tiến sĩ Bùi Huy Khoát. Trong những năm du học ở châu Âu, ông học hỏi và thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân. Vũ Đức Đam được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19 tháng 2 năm 1993, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 19 tháng 2 năm 1994. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Vũ Đức Đam bắt đầu sự nghiệp trong tổ chức đảng, nhà nước từ tháng 10 năm 1988. Khi trở về nước sau những năm du học, ông được phân công công tác với vai trò kỹ sư tại công ty xuất nhập khẩu và du lịch kỹ thuật bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện. Đến tháng 10 năm 1990, ông trở thành chuyên viên Ban phát triển kỹ thuật và quan hệ đối ngoại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tháng 3 năm 1992, ông trở thành chuyên viên văn phòng Tổng cục Bưu điện. Tháng 4 năm 1993, ông được Tổng cục trưởng Đặng Văn Thân bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Bưu điện. Khi vừa mới 30 tuổi, trong những năm đầu sự nghiệp, Vũ Đức Đam công tác ở cơ quan nhà nước về viễn thông bưu điện, tổ chức được đổi tên, thay đổi chính thức nhiều giai đoạn như Tổng cục Bưu điện thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện, rồi thay đổi trực tiếp thành Hội đồng Bộ trưởng Tổng công ty Bưu chính Viễn thông, mô hình doanh nghiệp và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngày nay. Đến tháng 10 năm 1994, ông được điều chuyển sang Văn phòng Chính phủ giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 8 năm 1996, ông là quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng ASEAN thuộc Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Tháng 8 năm 1996, Vũ Đức Đam được phân công làm thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông công tác ở vai trò phụ tá, hoạt động trợ giúp cho lãnh đạo, hành pháp những năm cuối nhiệm kỳ, từ năm 1996 đến năm 1997. Thủ tướng Võ Văn Kiệt được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng trước khi tuổi 75, là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Giai đoạn này, từ tháng 8 năm 1998 đến tháng 3 năm 2003, Vũ Đức Đam tiếp tục phụ tá Võ Văn Kiệt chức vụ là trợ lý cố vấn Trung ương. Năm 2003, Vũ Đức Đam được Trung ương điều chuyển tới công tác tại tỉnh Bắc Ninh. Tháng 3 cùng năm, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký quyết định bổ nhiệm Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, ông được phân công tham gia Ban Thường vụ tỉnh Bắc Ninh, được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ tháng 4 năm 2004. Ông là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bắc Ninh. Tháng 11 năm 2007, Trung ương quyết định điều chuyển Vũ Đức Đam tới công tác ở tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường sáng ngày 5 tháng 5 năm 2008, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 11 đã bầu ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thay cho người tiền nhiệm là Vũ Nguyên Nhiệm nghỉ hưu. Ông đồng thời giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, phụ trách lãnh đạo hành pháp tỉnh Quảng Ninh những năm 2007 đến 2010. Ngày 17 tháng 3 năm 2010, tại hội nghị lần thứ 26 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Vũ Đức Đam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh với số phiếu tuyệt đối bởi tất cả các ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, thay thế Nguyễn Duy Hưng. Ông đồng thời cũng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho đến tháng 8 năm 2010. Ngày 19 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Vũ Đức Đam được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ông công tác với vai trò lãnh đạo toàn diện tỉnh Quảng Ninh cho đến năm 2013 với mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh ven biển. Tháng 8 năm 2005, Vũ Đức Đam được điều chuyển công tác từ Bắc Ninh về Trung ương, được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiến nghị Quốc hội khóa 13 phê chuẩn chuyển thể Bộ Bưu chính Viễn thông thành Bộ Thông tin Truyền thông. Vũ Đức Đam chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2007. Tháng 4 năm 2006, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, khi 43 tuổi, Vũ Đức Đam được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2006-2011. Năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phê chuẩn nhân sự chính phủ nhiệm kỳ khóa 11 về việc bổ nhiệm Vũ Đức Đam ngày 3 tháng 8 năm 2011 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa 13. Vũ Đức Đam được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông phụ trách các hoạt động về chính phủ những năm 2011 đến 2013, tham mưu cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong công việc chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, được kế nhiệm bởi Nguyễn Văn Nên. Thời kỳ này, ông đóng vai trò như là người phát ngôn của chính phủ, đã khởi xướng chương trình chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời trên đài truyền hình quốc gia với mục tiêu tăng cường tương tác giữa các cơ quan nhà nước và người dân, tính gần dân, nhận được đông đảo sự ủng hộ của nhân dân cả nước. Vũ Đức Đam giữ chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho đến ngày 13 tháng 11 năm 2013, được Quốc hội Việt Nam khóa 13 phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 6 với tỷ lệ tán thành 84,54%, đồng thời là Ủy viên Cán sự Đảng Chính phủ tháng 2 năm 2015. Vũ Đức Đam được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ngày 26 tháng 1 năm 2016 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam khóa 14, ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ tán thành 95,75%. Công tác cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phụ trách theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động việc làm, các vấn đề xã hội, thông tin truyền thông, văn hóa du lịch, thể dục thể thao, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Tương ứng với việc phụ trách quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, các đơn vị cao cấp khác như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Vũ Đức Đam còn kiêm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo liên quan đến Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
cuối năm 2019, đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 phát tán khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp bàn chỉ thị kiên quyết đối phó dịch bệnh trực tiếp bởi các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, được Chính phủ chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia chỉ đạo, được phân công nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phân công Vũ Đức Đam tạm kiêm nhiệm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ đến ngày 5 tháng 11 năm 2019. Bộ Chính trị có quyết định phân công kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Ngày 7 tháng 7 năm 2020, ông thôi giữ chức vụ này và trao quyền lại cho Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế. Vũ Đức Đam là một trong những chính trị gia nhận được nhiều sự quan tâm, kính trọng, gây ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong những năm công tác ở vị trí lãnh đạo địa phương. Người phát ngôn của Chính phủ, tham gia lãnh đạo Chính phủ, đặc biệt là giai đoạn chỉ huy chống đại dịch COVID-19. Ông được nhận định là một người xuất thân từ gia đình nông dân ở vùng quê nghèo của Hải Dương. Gia đình của ông tuy là nông dân khó khăn nhưng lại coi việc học hành là quan trọng nhất, khiến ông đi theo quá trình học hỏi. Ông tự hào về cha mẹ đã dạy ông lẽ sống, truyền cho ông tinh thần hiếu học, quyết tâm vượt lên nghèo khó. Trong đời sống thường nhật, Vũ Đức Đam gần gũi với người dân, xã hội. Là lãnh đạo cao cấp của nhà nước, ông vẫn thường xuyên đi xe máy và những ngày nghỉ được bắt gặp và chụp ảnh cùng với người dân. Ông thích môn bóng đá, cố gắng sắp xếp ra sân hàng tuần. Ông từng học múa, học hát để tham gia diễu hành, hòa mình vào công chúng và hoạt động của người dân ở lễ hội đường phố Carnival Quảng Ninh, tham gia trồng cây, nhặt rác, làm sạch môi trường cùng các bạn trẻ trong chiến dịch tử tế với môi trường, chạy xe máy xuống đường đi bão mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong sự nghiệp, Vũ Đức Đam được báo giới đánh giá cao bởi sự gần gũi thẳng thắn. Ông thường trò chuyện thoải mái, thân thiện với phóng viên như với bạn bè, đồng nghiệp. Giai đoạn 2020, khi được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, ông đã kiên quyết lãnh đạo để bảo vệ sức khỏe người dân, được yêu mến và được gọi dưới các biệt danh như người hùng không ngủ, tướng tư lệnh, người thuyền trưởng tài ba. Xin được kính chúc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sức khỏe để ông tiếp tục cống hiến và đưa đất nước Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Xin cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Phạm Tuyên xin chào tạm biệt. Thân ái. Thì dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta thì chắc chắn là nó không làm gì. Và tôi muốn nói cuối cùng là nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam đều đồng lòng, toàn dân chống dịch, thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc Việt Nam ta đã từng nhiều lần chiến thắng.